Sapiens lược sử loài người, Iubano harari Homo sapien loài động vật đã trở thành chú trời. Một câu kết sốc của một cuốn sách độc đáo, sắc bén, sau khi ngưng lại để ngẫm nghĩ và tiếp tục đọc, nó gần như đã khai sáng cho tôi về thế giới quan, về cách nhìn nhận và đánh giá mọi sự vật. Cuốn sách giúp cho tôi có một cái nhìn khác hơn, toàn diện hơn về nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của xã hội con người, nhìn nhận, đánh giá lại thuyết tiến hóa của Darwin một học thuyết mà từ khi còn nhỏ tới giờ tôi coi như kim chỉ nam của lịch sử phát triển của các loài. Từ một động vật không có gì nổi trội, Sapien đã trở thành một giống loài có những thành tựu và phát triển vượt bậc với dân số sấp xỉ 8 tỷ. Để có được điều đó Sapien đã trải qua bốn cuộc cách mạng. Cách mạng nhận thức, cách mạng nông nghiệp, sự thống nhất của loài người, cách mạng khoa học. Một điều quan trọng nữa trong thời hồng hoang là con người đã sử dụng được lửa nguồn năng lượng vô tận, dễ sử dụng đây là một phát kiến cực kỳ quan trọng của con người thời đó nó dẫn đến việc thức ăn được nấu chín ít tốn công sức và thời gian cho việc tiêu hóa dẫn đến rút ngắn ruột làm giảm năng lượng tiêu thụ và kích thước não bộ phát triển thức ăn được nấu chín còn có một hệ quả là tiêu diệt vi trùng khiến cho loài người có một sức khỏe tốt để phát triển loài người phải thống nhất phải hành xử dựa trên những tiêu chuẩn và quy tắc nhất định có văn hóa ban đầu các học giả coi một nền văn hóa là hoàn chỉnh hài hòa không thay đổi bản thân nó đã là trọn vẹn. Sau ngày nay các nhà nghiên cứu đều cho rằng một nền văn hóa liên tục thay đổi. Các trật tự, tiêu chuẩn nhân tạo đều ẩn chứa mâu thuẫn. Các nền văn hóa đã cố gắng giải tỏa những mâu thuẫn và quá trình đó đã làm cho xã hội thay đổi. Từ thân một nền văn hóa đã luôn thay đổi và các nền văn hóa lại mâu thuẫn với nhau. Bởi vậy loài người cần có những chất keo dinh đặc biệt để gắn kết con người, gắn kết các nền văn hóa lại với nhau. Đó chính là tôn giáo tiền tệ, đế chế, tôn giáo gắn kết những người cùng chung một niềm tin và một tín ngưỡng chung. Tiền tệ gắn kết những người có cùng mục đích tìm kiếm lợi nhuận và đế chế gắn kết những con người cùng sống và phục vụ cho một đế chế chung. Càng về sau xã hội con người càng phát triển với một tốc độ phi mã. Những gì mới những năm 56-60 của thế kỷ 20 còn là giấc mơ đến nay đã trở thành hiện thực. Thậm chí những người lớn tuổi ít tiếp xúc với công nghệ cũng không tưởng tượng được cuộc cách mạng 4.0 làm được những gì. Tất cả điều đó là kết quả của cuộc cách mạng khoa học. Để làm được điều này, những nhà khoa học hiện đại đã có một cuộc cách mạng về tri thức. Họ đã sẵn sàng thừa nhận mình ngu dốt, trung tâm của sự quan sát và toán học, thu thập các quan sát, sau đó kết hối các quan sát này với những công cụ toán học để những quan sát này thành lý thuyết toàn diện. Sự thu nhập sức mạnh mới, dùng lý thuyết để phát triển công nghệ mới châu Âu trở thành trung tâm của cuộc cách mạng khoa học là bởi có sự kết hợp giữa các nhà khoa học chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa tư bản cần các phát minh bởi các phát minh đẻ ra tiền chủ nghĩa đế quốc cần các nhà khoa học bởi vũ khí tối tân họ phát minh ra các nhà khoa học thì cần tiền để nghiên cứu các bên đều cần và tác động qua lại lẫn nhau cuộc sống hiện đại phát triển đã khiến một số mô hình tồn tại rất lâu trong đời sống con người trở nên lung lay điển hình là gia đình nếu trước đây gia đình gồm có cha mẹ và con cái cha mẹ già đi cần con cái để chăm sóc và nuôi dưỡng song hiện nay có các mô hình khiến điều đó trở nên không cần thiết ví như viện dưỡng lão bảo hiểm xã hội vậy trong thời gian tới gia đình có biến mất đọc Sapien bạn có thể gặp vô số câu hỏi hóc búa, có câu hỏi có câu trả lời, có câu hỏi mãi mãi là bí ẩn không lời giải thích thỏa đáng. ví như thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm, vậy vì sao lại sai lầm? Cách mạng nông nghiệp đã đem lại gì cho con người? Từ săn bắn hái lượm tiến lên xã hội nông nghiệp là một bước tiến hay sai lầm của lịch sử? Điều này chúng ta cũng không có, có câu trả lời chính xác, bởi lịch sử không cho chúng ta cơ hội thứ hai để thử. Cái bẫy xa xỉ là gì? Một trong những quy luật sắt của lịch sử, đó là những thứ xa hoa có xu hướng trở thành những thứ phải có và sẽ tạo ra nghĩa vụ mới. Một khi con người đã quen với sự xa hoa nào đó, họ sẽ cho đó là hiển nhiên. Rồi họ bắt đầu mong đợi nó. Cuối cùng họ sẽ không thể sống thiếu nó.